Sáng nay tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Phú Bình, thành phố Long Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố. Tại đây đã có nhiều ý kiến tâm tư nguyện vọng của cử tri được phản ánh đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, như cử tri phường Phú Bình đề cập về vấn đề thực hiện quy hoạch phải có trọng tâm, trọng điểm, thời gian triển khai các dự án phải thực hiện còn kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tuyến quốc lộ 1A đi qua đoạn đường thuộc khu phố 1, khu phố 2 phường Phú Bình cần nghiên cứu mở đường ngang để người dân thuận lợi trong việc đi qua khu vực này, vì nơi đây có nhiều trường học, chợ tập trung đông người dân đi lại. Cử tri cũng phản ánh việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn một số vấn đề bất cập, cụ thể là diện tích cấp đổi của một số hộ dân không đảm bảo diện tích, số tờ, số thửa, việc cấp đổi chưa đồng bộ còn chậm trễ v.v. Những ý kiến trên đã được đại diện các cơ quan ban ngành, tỉnh và thành phố trực tiếp trả lời.